Xin chào anh em yêu nhạc số. Hôm nay Vinh Studio sẽ giới thiệu đến anh em mẫu Music Server cốc tai Audio X50D với vai trò là nguồn đọc dữ liệu nhạc số để phát cho các loại đầu DAC rời. Cốc tai Audio X50D, các bạn hình dung nó là một đầu phát không có chip giải mã âm thanh. Nó chỉ làm nhiệm vụ đọc file nhạc hoặc truy cập kho nhạc trực tuyến như Tidal, Cubus hay Spotify, rồi sẽ truyền tín hiệu sang những đầu giải mã âm thanh DAC rời bên ngoài. Ví dụ như là các đầu DAC thuần chỉ có cổng USB DAC, các ampli hay preampli hoặc là các đầu CD player, ví dụ như của Akuphase, Maxintosh hay Lichtman. Cốc tai Audio X50D có đủ tất cả các đường xuất âm thanh số theo các chuẩn mới nhất hiện nay. Ví dụ như là cái cổng LAN I2S. Cổng này sẽ có thể kết hợp với những cái mẫu giải mã có đường HS-Link như trên các thiết bị của Akuphase. Tiếp theo là cái cổng I2S dạng giống cái cổng HDMI. Có rất nhiều DAC thế hệ mới cũng trang bị cổng này, thí dụ như trên Dark Aquarius có trang bị hai cái cổng I2S dạng này. Các cái cổng phổ thông khác như cổng Coaxia là cổng đồng trục, cổng Optical là cổng gắp quang, cổng IIS Balance và đặc biệt là cổng USB Audio. Cổng này có hầu hết trên các thiết bị giải mã âm thanh hiện nay và cũng là cái cổng mà cho tín hiệu âm thanh chuẩn nhất. Bây giờ Vinh Studio sẽ thao tác thực tế để thử một số mẫu DAC chỉ có cổng kết nối USB DAC. Và những mẫu DAC này hoặc là chỉ có thể kết hợp với X50D hoặc là sử dụng máy tính mini fanless làm nguồn đọc file nhạc. Vinh Studio sẽ thử kết nối X50D với một đầu giải mã DAC thuần chỉ có cổng USB DAC là Musician Aquarius. Aquarius là một đầu giải mã thuần USB DAC nên bắt buộc ta phải có các thiết bị phát file nhạc cho nó, cụ thể như cốc tai X50D hay là cốc tai N25 hoặc là dùng máy tính mini fanless. Sau khi kết nối cáp USB chuẩn A sang B từ cốc tai X50D sang đầu Musician Aquarius, sau khi kết nối xong ta tiến hành khởi động thiết bị lên. Trên Aquarius ta sẽ chọn về chế độ USB và ở trên cốc tai X50D ta sẽ vào mục Setup, ấn OK vào đó một cái. Sau đó vào mục Audio, ấn OK và chọn USB HDMI Out, chọn vào mục Musician USB Hi-Res. Như thế là đó, ta đã kích hoạt được cái chế độ trình điều khiển cho cốc tai X50D để nó nhận được Musician. Ở trên đầu cốc tai X50D, chúng ta nhìn thấy cái cổng I2S dạng HDMI đây. Ta có thể sử dụng một sợi dây HDMI phổ thông vẫn có thể kết nối được với các cái DAC rời bên ngoài mà có chung cái cổng I2S này. Không nhất thiết phải mua các sợi dây HDMI đặc biệt cho nó. Thế thì cái cổng I2S này về lý thuyết nó sẽ truyền tải các cái dữ liệu dạng PCM. Nó thích hợp nhất là các cái định dạng âm thanh PCM chứ không thích hợp với các định dạng như DSD. So với chất lượng âm thanh thì cổng I2S này nó tương đồng như cổng Coaxia hoặc là cổng cáp quang. Và chất lượng của nó thì vẫn đứng sau cổng USB DAC này, hay còn gọi là cổng USB DAC đấy. Cổng USB này là tốt nhất. Tôi test cái tính năng Run Ready ở trên cốc tai X50D. Tôi bật một bài. Nó sẽ tự nhận. Bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng phát qua AirPlay của X50D. Rồi, tôi thử một bài. Ấn play.
Sau đó tôi sẽ phải kết nối với X50D. Lúc đó nó sẽ phát lên trên X50D. Và X50D này nó sẽ truyền tín hiệu về Musician, để Musician phát ra ampli và loa. Tiếp theo tôi thử chơi bằng ổ cứng cắm ở trong máy. Vừa rồi Vinh Studio dùng đầu giải mã thuần USB DAC Aquarius để làm thí dụ cho việc kết nối với Music Server cốc tai Audio X50D. Với các loại đầu giải mã USB DAC khác, chúng ta cũng thiết lập tương tự là ok. X50D kết nối được với hầu hết tất cả các loại đầu giải mã, cũng như các loại ampli hay đầu CD có tích hợp DAC rời. Chúc các bạn audiophile đam mê nhạc số có nhiều niềm vui với âm nhạc và với các thiết bị âm thanh của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh của Vinh Studio để luôn cập nhật nhiều clip video hữu ích trong chuyên mục kiến thức cũng như cách sử dụng các thiết bị âm thanh. Xin cảm ơn.